Chào bạn, trong ngày hôm nay thì mình sẽ xin chia sẻ cho các bạn đó là không có con đường tắt nào để trở nên giàu có cả. Đó là những điều mà được mình đọc sách và mình tổng hợp lại và mình sẽ xin chia sẻ. Đó là không ai bỗng nhiên trở nên giàu có chỉ sau một đêm. Hầu hết chúng ta nhìn thấy thành công tài sản kết xù của những triệu phú, tỷ phú, nhưng ít ai chứng kiến cái sự nỗ lực của họ trong từng bước nhỏ để tiến đến cái sự thành công. Tác giả Tom Coley đã đi tìm danh sách những hoạt động đó và đã phỏng vấn 233 triệu phú, trong đó có 177 triệu phú tự thân, 128 người nghèo khác, và mỗi người đều phải trả lời 144 câu hỏi để tìm ra cái bí mật thành công của họ. Và ông đã viết nên cái cuốn sách là Rich Habits. Trong đó có những điều như sau. Thứ nhất là mỗi ngày bạn phải dành 3 phút để đọc sách để học thêm những điều mới. Cái thứ hai là giữ mối quan hệ thân tình với những người có ảnh hưởng trong trong suốt nhiều năm. Cuối cùng là khi bạn cần thì họ sẵn sàng họ giúp đỡ bạn. Cái thứ ba là phải luôn mài dũa, cải thiện những kỹ năng cá nhân hàng ngày, đồng thời tìm kiếm, đánh giá và không ngần ngại cái sự phản hồi từ từ những người xung quanh. Thứ tư là phải lắng nghe và cố gắng làm theo lời khuyên của những cố vấn đáng tin cậy. Thứ sáu là phải tập thể dục aerobic 3 phút mỗi ngày để giữ cho cơ thể, trí óc luôn khỏe khoắn, sức khỏe tốt thì mới cho phép làm được nhiều việc và nhiều giờ hơn, trong khi là trí não tỉnh táo giúp giải quyết vấn đề nhanh hơn và tốt hơn. Thứ bảy là ăn uống lành mạnh mỗi ngày. Thứ tám là khi mà gặp vấn đề trở ngại thì cần tập trung tất cả những gì để giải quyết bằng xong, mặc dù có thể ảnh hưởng tới thời gian bên gia đình hoặc là bạn bè. Thứ tám là luôn giữ tinh thần tích cực để theo đuổi cái mục tiêu đã được đặt ra. Thứ chín là tiêu pha tiết kiệm, luôn có một cái khoản để dành trong trường hợp bất ngờ có thể xảy ra. Thứ mười là lường trước các rủi ro có thể xuất hiện để ứng biến kịp thời. 11 là mỗi ngày hãy đặt ra mục tiêu để theo đuổi và nhất định phải hoàn thiện chúng. Bằng cách nào đó thì bạn cần phải đạt được tất cả các mục tiêu và giúp bạn đạt được cái ước mơ đấy. Luôn cố gắng đạt được những cái kết quả vượt qua mục tiêu mà đối tác mong đợi. Điều này giúp xây dựng niềm tin, sự tin tưởng và giúp doanh nghiệp thu được nhiều lợi ích hơn. Điều tiếp theo là bạn phải cố gắng kiểm soát cảm xúc, duy trì thái độ hài hòa, cởi mở trong trong giao tiếp. Bạn phải cẩn trọng trong việc sử dụng ngôn từ, tránh sử dụng cái từ ngữ xúc phạm hoặc là cái tính nguyền rủa để tránh làm tổn hại các mối quan hệ mà bạn phải mất nhiều năm xây dựng. Đối với mọi người thì bạn phải đối xử bằng bằng sự tôn trọng mà họ xứng đáng. Với những người tệ thì bạn cần từ chối làm ăn với họ, hạn chế tiếp xúc với những người xấu, những người mang tư tưởng tiêu cực, tránh để họ kéo tâm trạng bạn xuống dốc. Và sau khi đọc xong cuốn sách, bạn sẽ nhận được không có chuyến tàu tốc độ nào dẫn thẳng tới sự thành công đâu. Về cơ bản, con đường dẫn tới sự thành công có thể chỉ hoàn toàn là những điều nhàm chán, là những thói quen hàng ngày mà bạn nghĩ là sự vô nghĩa, mà bạn nghĩ là vô nghĩa. Những thói quen đó bạn phải 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 xây dựng trong 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 nhiều ngày và phải tập luyện từng bước từng bước. Sự nhất quán trong việc thực hiện những điều nhỏ nhặt sẽ giúp cho bạn phát triển, tiến lên, thực hiện được ước mơ và đạt được mục tiêu của mình. Và đó là những điều mà mình đọc, mình chia xin chia sẻ lại cho các bạn. Và nếu như bạn muốn nhận được những cuốn ebook hoặc là những cuốn sách thì bạn vui lòng liên hệ với mình qua số điện thoại 0834 030928, hoặc là bạn liên hệ thông qua những tài khoản mạng xã hội của mình ở phía đường link mô tả.